Đầu xuân đi lễ cầu an, chúc cho Bách Thái gia đạo an vui. Vâng, kính thưa quý vị, đã trở thành thông lệ cứ vào dịp đầu năm thì người người nhà nhà sẽ đi lên chùa, đi đến đền phủ để cầu chúc cho một năm mới thực sự bình an và hanh thông. Và đó cũng chính là lời tựa đề mà những người làm chương trình Canh Hậu Đầu Xuân của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC kính chúc quý vị khán giả của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và khắp khán thính giả của mọi miền Tổ quốc một năm mới thực sự bình an, hạnh phúc và thật nhiều may mắn. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ thì cứ đến Tết Nguyên đán hàng năm và năm nay đã là năm thứ 5 mà Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC của chúng tôi thực hiện chương trình Canh Hậu Đầu Xuân với mong muốn mang tới cho quý vị khán giả của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC một chương trình đặc sắc, một món ăn tinh thần đầy ý nghĩa vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Và cùng tham gia chương trình Canh Hậu Đầu Xuân năm 2021 của chúng tôi ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu nghệ nhân ưu tú Lưu Ngọc Đức, thủ nhang Lảnh Giang Vọng Từ 16 Hàng Hành, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Dạ, kính chào đài, kính chào tất cả các quý vị khán giả. Nhân dịp Tết Nguyên đán đầu xuân năm Tân Sửu, chúng tôi xin kính chúc sức khỏe của đài cùng tất cả các quý vị khán giả một năm mới an khang thịnh vượng. Vâng ạ, cùng với đó xin được trân trọng giới thiệu nghệ nhân ưu tú Trần Thị Kim Huệ, thủ nhang Phủ Chính Tiên Hương, Phủ Dày, Nam Định. Vâng ạ, xin kính chào anh em Đài Truyền hình VTC, Kỹ thuật số VTC, cũng như là xin kính chào tất cả các quý vị đang theo dõi chương trình của Đầu Xuân Năm Mới. Đầu Xuân Năm Mới tôi cũng xin gửi lời chào thân ái nhất và cũng xin kính chúc tất cả các vị một năm mới có sức khỏe, an khang, thịnh vượng và vạn sự may mắn. Vâng ạ, và lần đầu tiên xin cảm ơn hai vị khách mời đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Và thay mặt những người làm chương trình cũng xin được kính chúc hai vị khách mời chúng ta trường xuân bách phúc. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì chúng ta xin được nhắc lại cái chuyện của năm cũ. Trong rất nhiều số phát sóng của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thì chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi của khán giả VTC gửi về chương trình, và rất nhiều khán giả cũng đặt ra một câu hỏi là vì sao các khi mà hầu các giá mẫu thì lại không tung khăn, và làm thế nào để mọi người có thể nhận biết từng giá mẫu khi mà hầu thánh ạ? Về quan điểm này thì không biết là nghệ nhân ưu tú Lưu Ngọc Đức có những cái gì chia sẻ không ạ, và giải thích cho khán giả VTC được rõ ràng hơn nữa. Dạ, xin kính thưa các quý vị, cái việc hầu tam tòa thánh mẫu là từ thượng cổ đến giờ không bao giờ tung khăn, đấy nó là một cái quy định chung. Vâng, thế thì chúng tôi cũng là những người hậu sinh thì cứ sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy, chúng tôi cứ án khoa như hành theo cái truyền thống của các cụ đã đi trước. Đấy là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai nữa là khi mà nhận biết từng giá mẫu là do ra tay giấu. Vâng, thí dụ như bây giờ tráng bóng mẫu đệ nhất thì phải ra một con tay, mẫu đệ nhị là hai con tay và mẫu đệ tam là ba con tay. Và các cụ nói đúng cái từ như ngày xưa, tức là thánh mẫu không hồi dương, tức là không mở khăn. Vâng ạ, một số cái cách hành lễ khác nhau như là lễ hương hay là bắt quyết, liệu có ảnh hưởng tới cái nghi thức nghi lễ hầu đồng cổ truyền hay không? Về cái điều này thì không biết là với nghệ nhân ưu tú Lưu Ngọc Đức thì ông có trăn trở gì hay không? Dạ, xin báo cáo với các quý vị này, nếu mà theo đúng hầu đồng cổ truyền ngày xưa thì cái việc ra tay giấu là bắt buộc phải ra tay giấu. Vì ra tay giấu là để cung văn người ta còn biết được đang thỉnh đến giá mẫu đệ nhất hay đệ nhị hay đệ tam để người ta còn hát. Thế thì ngày xưa cổ truyền thì các cụ để gửa hai lòng bàn tay thế này, các cụ gấp vào thế này thì đây là mẫu đệ nhất rồi. Thế sau khi hát dứt câu văn thì bắt đầu các cụ mới chắp tay vào lễ hương. Đấy, thì lễ hương lúc bây giờ là cung văn phải hát lô hương xạ nhiệt pháp giới mông huân. Vâng, thì phải hát cái câu niêm hương. Thế xong một cái là ngài nhích cái tay lên, thế là sẽ giá. Nguyên tắc không bao giờ được phép mở khăn. Đấy, ngài chỉ ở trong khăn. Cho nên như ban nãy tôi đã nói là thánh mẫu ngài không có hồi dương. Hồi dương tức là mở khăn ra. Thế đến mẫu đệ nhị thì ngài lại lễ hương. Đến mẫu đệ tam, này, ngài lại lễ hương. Thế thì ngày xưa các cụ cổ truyền, trong ba giá mẫu đó thì hoặc là mẫu đệ nhất, hoặc là mẫu đệ nhị, hoặc là mẫu đệ tam, thì khi mà ngài lễ hương, khi mà đã đọc hết cái tuần dâng hương rồi, nếu đúng như lối cổ, các cụ mới lắc cái tay như thế này. Tức là nó tuần tự như một cái bước mà khi hầu các giá thánh về sau, tức là cái khi các cụ lắc cái tay như này, tức là thể hiện được cái động tác khai quang. Vâng, thì lúc bây giờ cung văn hát khai quang. Đấy, thế đấy là
cả ba gia mẫu đều đi vương. Thế nhưng cũng có vị là các vị chỉ ra tay dấu thế này thôi, các vị ra tay dấu này, thế xong rồi lúc bây giờ cung văn có thể hát niêm hương hoặc có thể vẫn hát dọc một câu văn dọc ở giá Đức Thánh Mẫu, xong ngày nhích tay lên thế này, thế là xe giá rồi. Thế nhưng trong ba gia mẫu vẫn phải có một giá niêm hương. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để có thể giúp quý vị và các bạn cùng hiểu rõ hơn về cách hầu Tam Tòa Thánh Mẫu thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần hầu mẫu của nghệ nhân ưu tú Trần Thị Kim Huệ, thủ nhang phủ chính Tiên Hương phủ Giày Nam Định. Và tôi xin được giới thiệu với quý vị và các bạn, nghệ nhân ưu tú bà Trần Thị Kim Huệ thì đã có rất nhiều năm phục vụ Tiên Thánh Tứ Phủ, và bà là người có công cùng với hai cụ thân sinh tôn tạo ngôi phủ chính này suốt nhiều năm qua. Quan trọng nhất đó là bà vẫn duy trì lề lối hầu đồng theo lối cổ. Và ngay sau đây kính mời quý vị cùng chiêm ngưỡng. Nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Ha Tát. Thành ra hội cung Thanh Mẫu
mời Thánh Mẫu Đệ Tam xích lăn lòng nữ ngự miền thoại cung. Khế thu quy tô thất đế đầu diệt linh lễ thất câu chi ngã kim sưng tan đại chuẩn đề duy nguyện từ bi thị gia hộ. Nam mô tát đa năm tam diệu tam bồ đà tô chi lâm đát diệt than chiếc lệ chủ đề chuẩn đề sa ba an chiếc lệ chủ đề chuẩn đề sa ba an chiếc lệ chủ đề chuẩn đề sa ba an. Dùng nhàn khai quang thấp cờ diệu quang miên chiếu từ chung ngã tích tăng cung già kim phục hoàn thân cận Phật thanh tiên trung vương. Ca lăng tần giả từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim đình lệ khai quang chiếu thiên tôn. Thanh giả quỳ cung ạ. Sau khi mà chứng kiến giá thỉnh mẫu vừa rồi của nghệ nhân ưu tú Trần Thị Kim Huệ, thủ nhang phủ chính Tiên Hương phủ Dày Nam Định, thì không biết là cái cảm nghĩ của nghệ nhân ưu tú Lưu Ngọc Đức thế nào ạ? Kính thưa các quý vị, sau khi mà chúng tôi được khâm trực thủ nhang phủ chính Tiên Hương Trần Thị Kim Huệ hầu tam tòa thánh mẫu, thì việc thứ nhất là chúng tôi thấy khởi lên cái lòng trang nghiêm thành kính. Việc thứ hai là chúng tôi tái hiện lại được cái lối hầu cổ truyền của các cụ ngày xưa. Vâng, xin cảm ơn những cảm nhận của nghệ nhân ưu tú Lưu Ngọc Đức. Vậy thì còn quay trở lại với nghệ nhân ưu tú Trần Thị Kim Huệ. Vậy thì sau giá hầu tam tòa thánh mẫu thì hệ thống thứ tự các giá đồng trong một món hầu tiếp theo sẽ là gì thưa nghệ nhân? Vâng, sau khi tráng bóng ba giá mẫu xong thì hầu đến hàng ngũ vị tôn ông ạ. Xong đến hầu đến các vị chầu bà. Xong lại quay lại là hầu các vị thánh hoàng, xong rồi quay lại các vị thánh cô, rồi quay vị lại đến cuối cùng là đến các vị thánh cậu là hết ạ. Vâng, đấy là lần lượt theo thứ tự và lối cổ ngày xưa đấy ạ. Vâng ạ, hiện nay thì sau khi mà hầu tam tòa thánh mẫu thì có rất nhiều người hầu về các giá chúa bản cảnh hay chúa các vùng miền không trong hệ thống sắp xếp vào tín ngưỡng tứ phủ cổ truyền. Vậy thì điều này thì chúng ta nên hiểu như thế nào thưa các nghệ nhân ưu tú ạ? Vâng ạ, mời thầy Lưu Ngọc Đức ạ. Kính thưa các quý vị, đấy, trên cái bước đường mà kế thừa và phát huy thì đấy chính cũng là một cái nét phát huy. Tức là các vị ấy cũng vẫn rất là chấp hành tuân thủ cái niêm luật là hầu tam tòa thánh mẫu. Thế còn thì cái ý cái phát huy đấy trên cái nền tảng kế thừa đấy, nhưng cái ý chúng ta có thể chấp nhận được là vì hầu các chúa. Vì các chúa khác các chầu, các chúa là mang tính chất một vị thần cai quản một vùng. Thí dụ như là chúa Thác Bờ, đấy, chúa Đông Quương cai quản một vùng Thác Bờ và Đông Quương. Thế thì đấy nó cũng thể hiện cái lòng tôn trọng cái vị thánh mà cái uy quyền thượng đế bao phong để mà cai quản cái vùng đó. Nhưng hạn chế đừng để cho nó mở rộng quá. Vì tôi đã là người chứng kiến có người hầu tới 8 vị chúa rồi mới hầu được quá lớn. Cái ý là quá tải. Còn như là các chầu, vâng, thì các chầu là nằm trong hàng tứ phủ và đã được quy định từ nhiều năm rồi và nó có tính chất rất là phổ thông, ai ai cũng hầu đấy, và ở địa phương nào cũng có thể hầu. Vâng ạ, vừa rồi thì chia sẻ của nghệ nhân ưu tú Lương Ngọc Đức, thì không biết là nghệ nhân Trần Thị Kim Huệ có những cái điều gì muốn chia sẻ thêm hay không ạ? Theo tôi thì là từ thượng cổ thượng kim thì tất nhiên là chúng ta cũng phải theo cái lối cổ ngày xưa.
nhưng mà nó cũng văn hóa từng vùng miền, vì đây cũng là tín ngưỡng dân gian. Trong lòng tôi cũng thấy rất là băn khoăn. Vâng, thì chúng ta nên là như bác Đinh Ngọc Đức có nói là chúng từng vị chúa từng vùng miền. Ví dụ như chúng ta lên chúa Thác Bà, chúng ta hầu chúa Thác Bà, hoặc là chúng ta đi cái vùng miền nào chúng ta nên hầu chúa cái vùng đấy. Cho nên nó cũng đỡ đi, chứ ngày xưa là thường thường ví dụ như mỗi Thanh Đồng hầu có khi chỉ đến 3-4 tiếng, 5 tiếng là cùng. Nhưng bây giờ có thậm chí có người hầu đến 90 tiếng, 7-8-9-10 tiếng, có thậm chí có người hầu tới 13 tiếng. Tôi được biết là bên đạo bên tứ phủ ấy, tức là đền phủ Lào, từ đền to phủ lớn cho đến đền nhỏ ngõ hẹp đều thờ phụng Đức Thánh Trần. Thực ra là trước kia thì nhà Trần là nhà Trần, tứ phủ là tứ phủ, cũng hai bên ấy cũng ít khi hầu chung. Thế nhưng mà từ hồi giải phóng thì học theo cái lối hầu của người Huế gọi là Thiên Tiên Thánh Giáo, thì có hai bên có học theo đó thì mới hầu theo như bây giờ. Thì trong miền Trung họ cũng hầu nhà Trần và tứ phủ cùng một canh đảng. Bây giờ đâm là ngoài Bắc này chúng ta cũng phối thờ nhà Trần, ví dụ như bên phủ mẫu đây cũng phối thờ nhà Trần vào, và cũng đã có thờ thì có thể hầu được. Các cụ mình là phối hợp mà giữa nhà Trần với bốn phủ để có so có sự hòa hợp, vì nó có sự giao thoa nền văn hóa, cũng là để nhớ lại các cái công ơn của những bậc tiền bối đi trước đã có công giúp nước, xây dựng đất nước, chống giặc ngoại xâm. Vâng ạ, để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đàm luận về việc phối thờ về Đức Thánh Trần cùng với tín ngưỡng tứ phủ hiện nay như thế nào. Vậy thì về điều này thì theo cái lề lối cổ thì không biết là nghệ nhân ưu tú Lương Ngọc Đức có những cái chia sẻ gì? Nếu mà theo như truyền thống trong cái tín ngưỡng dân gian của mình, nó có chia ra hai dòng, một dòng nội đạo và một dòng ngoại đạo. Như chúng tôi ngày xưa là thuộc vào dòng hầu đồng hầu bóng là ngoại đạo. Thế còn thì cái việc phụng sự thờ tự Đức Thánh Trần thì là ở bên nội đạo. Thì trong cái bài biện một ngôi điện thờ nội đạo thì thường người ta thờ, trên là người ta thờ Phật, xong rồi dưới là người ta thờ Đức Thái Thượng Lão Quân, Đức Độc Cước Sơn Tiêu và Đức Tề Thiên Đại Thánh. Sau dưới người ta thờ Đức Thánh Tả, Đức Thánh Hữu, Đức Thánh Tiền, Đức Thánh Hậu. Xong dưới nữa là người ta thờ Đức Thánh Trần. Đấy là cái thuộc cái dòng nội đạo là Đức Thánh Trần, vì ngài xuất thân là trong truyền thuyết ngài là thanh tiên đồng tử, là đồng tử áo xanh ở trên trời. Đấy, thì ăn vào cái dòng nội đạo để làm bùa, để trừ tà, trừ ma. Đấy, là cái dòng mà thờ về nhà Trần, và người ta gọi bên ý gọi là Thượng Tử hay là Đức Thánh Cả. Thế còn bên này chúng tôi là thờ tứ phủ, nó thuộc vào dòng riêng, là thờ mẫu. Thế tại sao bây giờ nó có một cái sự mà hòa quyện mà không những lại còn gắn bó chặt chẽ với nhau như bây giờ? Là vì trong cái thời kỳ mà nhà nước chưa đánh giá đúng cái tầm cỡ, cái giá trị văn hóa của cái tín ngưỡng của chúng tôi, để cho hợp thức hóa cái việc thờ tự, thì người ta đã rước Đức Thánh Trần Hưng Đạo vào trong một ngôi đền hoặc là vào trong một ngôi điện để hợp thức hóa cái sự bảo tồn cái ngôi đền, ngôi điện đấy. Thế thì vì trong một ngôi đền mà bày biện như thế, cho nên là các vị cũng hợp thức hóa luôn, là hầu tứ phủ thì hầu luôn cả nhà Trần nữa. Nhưng mà chúng tôi ngày xưa thì nhà Trần là phải về Kiếp Bạc, Trần Hương, Bảo Lộc đấy, hoặc là Trần Miếu, mà tứ phủ là phải về Phủ Dày. Nhưng mà thực tế bây giờ tôi thấy hầu toàn bộ tứ phủ nhà Trần, như thế là một cái điều nó không đúng với truyền thống ngày xưa. Vâng. Vậy thì có nên hay không, và điều này thì có thể chấp nhận được hay không, thưa nghệ nhân Lương Ngọc Đức? Theo như ý tôi là cái này nó là diệu dụng đi. Vâng. Các cụ gọi là thuận hành nghịch hành, vô vi phật sự. Vâng. Diệu dụng, nhưng mà lại cũng phải diệu dụng trong khuôn phép. Vâng. Chứ không phải lạm dụng vào hai từ diệu dụng để mà mình làm ngược hẳn lại với cái truyền thống của các cụ ngày xưa. Thí dụ như tôi thấy về đền Kiếp Bạc là chỉ hầu có toàn bộ nhà Trần thôi,
chứ không hầu tứ phủ được. Nhiều người, người ta khó khăn về kinh tế, người ta eo hẹp về thời gian, thì thôi bây giờ là nhất cử lưỡng tiện, thì người ta có thể hầu tam tọa thánh mẫu xong, xong người ta hầu một giá đại diện là trần, xong người ta vào người ta hầu tứ phủ. Thì đấy là cái diệu dụng, nhưng không được lạm dụng. Đấy, lạm dụng là bây giờ về toàn bộ cái đền kiếp bạc ý mà hầu toàn bộ tứ phủ là không thể được. Vậy thì với ý kiến của nghệ nhân ưu tú Trần Thị Kim Huệ thì sao ạ? Khi tôi còn nhỏ cũng thế, tôi cũng hay ra ngoài này để tôi, nói chung là ngày thời bây giờ thì cấm đoán, nhưng mà tôi vẫn các cái cụ, các cụ ngày xưa mà vẫn đi hầu ở các cái nơi gọi là trong các điện hoặc là những gì thì tôi vẫn thấy các cụ thường thường ngày xưa đấy, nếu những người nào mà những các cụ mà đồng to bóng lớn, người ta có căn nhà trần, người ta chỉ hầu một giá chuẩn chiều hoặc đại thêm một giá nữa là đại diện một giá vương cô, thường thường chỉ hầu đến hai giá của nhà trần. Nhưng bây giờ thì cũng như bác Đức nói, cũng như là tôi cũng được cũng xem rất nhiều, thì cũng có khi là hầu đến 5-7 giá chúa, xong rồi hầu đến mấy giá nhà trần, giờ rất là nhiều nữa, rồi đến mới lại quay về hầu quan lớn, hàng quan lớn. Thì tôi thấy cái sự này thì trong lòng tôi cũng không, nói chung là tôi cũng không vui lắm, nhưng mà về đây là người ta cũng, nó cũng khó, nó cũng có cái khó cho chúng tôi, vì chúng tôi cũng là những cái người chỉ là phụng sự việc thánh, chúng tôi cũng không có những cái quyền để mà lên tiếng để mà phản bác hoặc là cái gì đó. Vâng, như vừa rồi thì hai nghệ nhân của chúng ta cũng đã chia sẻ theo cái lề lối cổ thì sau giá thỉnh tam tòa thánh mẫu thì sẽ đến các giá hầu về ngũ vị tôn.